Từ đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng sát với tình hình quân khu, nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tuyến biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác dân vận, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, góp phần tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.